Hello, it's beautiful life. This is celery. Again, celery. Celery tức là cây cần tây và đây là danh từ không đếm được nhé, số ít số nhiều giống nhau. To lose tức là giảm và danh từ của nó là loss. Weight loss tức là cái việc giảm cân của mình đấy. Weight loss. Ok. Và mình có một cái ví dụ đó là celery is good for weight loss. Cần tây thì tốt cho việc giảm cân. Tuy nhiên các bạn nhớ phải chọn cái loại cần tây thật là asparagus. Măng tây, very healthy, right? Asparagus is a great source of nutrients. Măng tây là một cái nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào, nutrients. Remember to choose asparagus that have a bright color. Các bạn nhớ chọn những cái loại măng tây mà có bright color, tức là cái màu sắc rất là sáng ha. Okay, again, asparagus. See ya. Các bạn có biết hoa gì đây không? À, hoa rau muống đúng không? Water, morning glory. Water, morning glory. Và mình có động từ xào, stir fry. Và tính từ của nó là được xào lên ha, stir fried. Okay? Stir fried. Và mình có một cái món rất là phổ biến ở Việt Nam đó là rau muống xào đúng không? Stir fried morning glory. Stir fried morning glory. See ya!